Tốn bao nhiêu tiền để hoàn thiện một phòng ngủ 20 mét vuông bằng nhựa ốp tường PVC vân đá? Xin chào các anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Cosmos Việt Nam. Trong video này thì Kim Hoa sẽ trả lời câu hỏi của một số chị khách mà được rất nhiều lượt like cũng như là đồng tình từ những người xem khác. Chị ấy có hỏi là phòng ngủ nhà chị có diện tích là khoảng 20 mét vuông, bây giờ muốn ốp cái tấm PVC vân đá này thì phải sử dụng hết bao nhiêu tiền? Hôm nay thì Kim Hoa sẽ lên cái video này để có thể trả lời một cách chi tiết cho các anh chị nhà mình dễ hiểu hơn ha. Ngoài ra thì các anh chị nhà mình có câu hỏi nào quan tâm thì cứ để lại comment ở bên dưới giúp em. Kim Hoa sẽ trả lời lần lượt ở những video sau nhé. Bây giờ thì quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay là tốn bao nhiêu tiền để hoàn thiện một phòng ngủ 20 mét vuông bằng tấm nhựa ốp tường PVC vân đá. Đầu tiên á thì mình cần xác định diện tích của bức tường cần ốp nha các anh chị. Điều này rất là quan trọng luôn. Mình lấy cái chiều ngang của căn phòng nhân với chiều cao của phần tường muốn ốp. Thường thì tường nhà sẽ cao đâu đó chừng 3 mét. Một căn phòng 20 mét vuông thì Kim Hoa tính song sinh cái diện tích tường cỡ khoảng 50 mét vuông. Kim Hoa tính ở đây là ước chừng thôi nha các anh chị, chứ mỗi nhà nè, mỗi khác, anh chị cứ tính theo kích thước thực tế nhà mình để có một con số chính xác hơn nha. Chưa kể nếu mà nhà mình ốp lam ri chân tường á, cao chừng 1 mét thôi, chứ không ốp kính phòng thì cái diện tích cần sử dụng nó chừng khoảng 15 đến 18 mét vuông gì đó. Chưa kể phòng mình có cửa sổ to nè, cửa ra vào, hoặc là khu vực để tủ quần áo lớn thì sẽ bỏ bớt những vùng không cần ốp nữa. Ngoài ra thì mình cũng có thể ốp kiểu tạo điểm nhấn một vài vùng trên tường thôi, hoặc là một hai mặt tường chứ không ốp kín hết cả căn phòng thì cái diện tích ốp cần dùng thì nó sẽ khác đi ha. Sau khi mình tính được cái diện tích cần dùng rồi thì các anh chị nhớ giùm Kim Hoa là phải mua dư một ít nha các anh chị, mua dư vật tư ra chút xíu. Các anh chị biết làm sao không? Ví dụ như cái tường của nhà mình ốp vừa khít nguyên tấm thì không có sao, nhưng mà thường thì sẽ bị thừa hoặc thiếu một chút. Hoặc như tường nhà mình có phần cột lộ ra ngoài thì ốp buộc lòng mình phải cắt tấm. Những miếng nhỏ dư ra thì có thể tận dụng để ốp những cái góc nhỏ, nhưng mà cũng khó tránh việc hao hụt vật tư lắm nha. Chưa kể một số anh chị thích cái kiểu là ghép hai ba mẫu vào nhau, thì khả năng hao hụt vật tư nó sẽ nhiều hơn là dùng một mẫu thôi. Nên là nói chung chung nhà chừng 15 đến 20 mét vuông á, ốp tường hết bao nhiêu thì khó mà báo giá chính xác được. Thợ sẽ cần trao đổi trực tiếp với chủ nhà về kiểu muốn ốp nè, mẫu muốn ốp nè và tình trạng thực tế của nhà mình thì mới ra được một cái chi phí chuẩn chỉnh cuối cùng nha các anh chị. Kim Hoa nói vậy có đúng không ạ? Các anh chị thấy hay, thấy hợp lý thì đừng quên cho Kim Hoa một like nha. Giá thi công kèm vật tư tấm PVC vân đá trên thị trường hiện nay tầm khoảng 300 đến 400 ngàn, tùy vào chất lượng và độ dày của tấm nhựa nữa, cũng như là trình độ của thợ, thậm chí là tình trạng tường của nhà mình cũng sẽ ảnh hưởng đến giá thi công này. Xong rồi các anh chị cứ lấy diện tích cần sử dụng nhân với giá thành là ra được cái chi phí mình cần bỏ ra ha. Ngoài ra có một số bên thi công sẽ tính sẵn về cái chi phí nẹp nè, chi phí trang trí trong cái giá hoàn thiện luôn. Một số bên thì lại không có tính, cho nên là các anh chị em nhà mình cứ hỏi thật kỹ về cái chi phí này đã bao gồm tất cả chưa, có phát sinh thêm gì không cho chắc chắn nha. Tường nhà của mình kiểu là tường trơn, sạch, bằng phẳng hay là tường nhà mình đã sử dụng một loại vật liệu khác như là giấy dán tường, xốp dán tường, cần tháo ra vệ sinh tường trước khi thi công cái tấm nhựa này lên nữa. Ngoài ra thì tường nhà mình có gặp vấn đề là phòng rợp, ẩm mốc hay là không, có cần thi công trước một cái hệ thanh đà hay là ốp trực tiếp. Tất cả những cái yếu tố này đều được trao đổi và tính toán kỹ trước để chọn ra một phương án thi công phù hợp cho công trình của nhà mình nha các anh chị. Quay lại cái căn phòng là 20 mét vuông này, nếu mà mình ốp kính tường, cái chi phí của nó sẽ rơi vào tầm 15 đến 20 triệu. Còn nếu như mà chỉ ốp lam ri thôi thì chừng 4 triệu đến 7 triệu. Hoặc là mình ốp một mặt vách tường thì chừng đâu đó 3 đến 5 triệu thôi. Đây là cái mức chi phí mà Kim Hoa tính xong sên thôi nha các anh chị. Mình có thể tham khảo thêm. Còn muốn biết trực tiếp thì cứ trao đổi với bên đại lý và bên thợ thi công sẽ ra một cái giá chuẩn nhất nha.
Một số anh chị nào mà tự tin có thể tự thi công được thì có thể mua vật tư từ đại lý về để mà mình làm luôn cũng được ha. À, như vậy thì sẽ không tốn chi phí thi công. Nhưng mà Kim Hoa khuyên thật là các anh chị nào mà phải thật sự biết cách làm thì mình mới tự làm. Chứ không thì nhiều khi không có tiết kiệm được gì mà còn tốn công gọi thợ đến tháo ra và ốp lại. Nhiều khi còn tốn tiền và tốn thời gian hơn nữa nha các anh chị. Em kể cho các anh chị nghe nha, bạn của Kim Hoa nè, xài giấy dán tường á, lúc đầu thấy cũng rất là dễ làm, dán như trẻ con chơi thủ công á, nên là cũng chơi lớn tự mua về dán luôn, ai dè đâu, dán xong còn xấu hơn chưa dán nữa, tại vì nó vừa méo mó nè, mí dán không có khít nè, giữa tường còn bị phồng rọp bong bóng nữa, cuối cùng là thuê thợ về tháo ra dán lại, tốn gấp đôi chi phí luôn. Hy vọng là những gì Kim Hoa chia sẻ nãy giờ sẽ giải đáp được thắc mắc của các anh chị nhà mình. Các anh chị đừng quên subscribe để Kim Hoa có thêm động lực làm thêm nhiều video như vậy nữa nha. Cảm ơn đã theo dõi video, tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.